Công an bắt giữ thành viên nhật ký yêu nước trái pháp luật. Kính thưa quý bạn đọc, tập thể anh chị em nhật ký yêu nước. Kính gửi quý đồng bào người Việt trong nước và hải ngoại cùng các cơ quan truyền thông. Ngày 5 tháng 7 năm 2023, bạn Phan Tất Thành, admin Black Aaron, đã bị công an câu lưu tại công an phường 14, quận 3 và sau đó bị tra tấn, ép cung tại khách sạn Nam Hoàng số 284 phần 4 Lê Văn Sĩ, phường 14, quận 3. Công an buộc Thành phải khai nhận một số bài viết trên Facebook là của mình. Khuya ngày 11 tháng 7 năm 2023, sau khi thoát được ra ngoài, Thành đã liên lạc với người thân và thông báo lại toàn bộ sự việc bị bắt cóc, giam giữ, bị đánh đập tra tấn như thế nào tại đây và nhờ sự cứu giúp của gia đình. Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2023, công an phường 14, quận 3 đến nhà thông báo huyện kêu mẹ và em trai đến trụ sở cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh số 161 Nguyễn Du có việc cần. Ngay tại đồn công an, sau khi tra hỏi và không đạt được mục đích thì công an đã đánh đập người mẹ 70 tuổi đến độ bà ói ra máu và té xíu trên nền nhà. Cả hai người thân của Thành bị 6 công an thay phiên đấm đá và bỏ đói đến tận 11 giờ 30 trưa ngày 13 tháng 7 năm 2023. Ngay lúc này, phía công an thông tin cho nhau là họ đã bắt Thành lại được nên hai người thân của bạn ấy được thả về sau khi đe nẹp, hăm dọa. Ngày 15 tháng 7 năm 2023, hơn 20 người đến bao vây và khám xét nhà riêng mà không có sự chứng kiến của Phan Tất Thành. Sau hơn nửa tháng không hề có thông tin về việc con trai mình bị bắt giam, bác Phan Tất Chí, cha của bạn Phan Tất Thành đã đến 161 Nguyễn Du, quận 1 để tìm hiểu thông tin về việc bắt giữ, khám xét nhà. Công an trưng ra một quyết định tạm giam ký ngày 13 tháng 7 năm 2023. Trên đây là toàn bộ diễn biến mà cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã tổ chức bắt giữ, tra tấn, ép cung buộc Phan Tất Thành phải thừa nhận mình là thành viên đã từng sinh hoạt cùng nhật ký yêu nước. Mọi ý kiến đóng góp, chia sẻ của Phan Tất Thành, admin Black Aaron, nếu có bị công an thu thập làm bằng chứng để kết tội đều là quyền tự do ngôn luận của một công dân được thể hiện một cách ôn hòa, công khai. Chính vì lẽ đó, nhật ký yêu nước phản đối mọi hành vi sách nhiễu, bắt giữ người trái pháp luật, ép cung, tra tấn, nhục hình hòng đàn áp, kiểm duyệt quyền công dân, xâm phạm quyền con người và xâm phạm công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Nhật ký yêu nước sẽ cùng đồng hành với gia đình Phan Tất Thành và bất cứ ai bị quy chụp, kết tội vì tham gia biểu đạt ý kiến ôn hòa trên không gian mạng. Nhật ký yêu nước rất mong quý anh chị, quý bạn cùng lên tiếng, chia sẻ và đồng hành cùng hành trình bảo vệ quyền con người của Phan Tất Thành và người dân Việt Nam đang bị xâm phạm nghiêm trọng mỗi ngày. Tập thể anh chị em nhật ký yêu nước xin chân thành cảm ơn tất cả quý đồng bào trong và ngoài nước quan tâm.